Hai chị chào các bác nhá. Đây này, cái mẫu mà vừa nãy em view mẫu 56 đời 24 bản bản GX, bản VIP. Bản VIP 56 đây. Đây các bác nhá. Đây là em sẽ quay cho bác cái phần cứng của nó. Phần cứng đây, phần cứng của dàn nhá, dàn lạnh này. Rồi. Đẹp quá, mê quá cho thợ về làm luôn. Đồng vàng, đồng bỏ chót luôn. Đồng bỏ chót luôn. Các nhá. Đế này. Đấy, rửa một phát đã sạch này, rửa qua phát đã sạch này các bác. Rất là kết luôn các bác nhá. Nội thất bên trong nó đây, zin bản 100% nhá các bác nhá. Đấy, mã check QR ở ngoài. Đã rửa có nước vào một chút thôi. Không vấn đề gì các bác nhá. Đây. Em kết nó vì cái tội nó quá đẹp. Đồng này. Phần cứng của nó thì nó trung đẳng cấp luôn. Đồng. Đấy, các bác bỏ số tiền chỉ tầm chục triệu, các bác đã có máy 20.000 BTU rồi. Sản xuất lại 2014. Cái lượng đồng vàng chéo luôn nhá, đồng vàng chéo luôn, không han gì được cả. Dàn nóng này, dàn nóng đây coi nhá, không một vết xước, chưa dọn dẹp gì, đẹp mức độ như này bác biết. Còn máy nó quá là chất lượng luôn coi nhá. Máy 56 đời 24 có cần inbox chưa, phòng 30-35 mét vuông đổ về thì bác sẽ sở hữu con máy với cái hệ thống phần cứng của nó là khá là đẹp, trơn tru. Đồng này các bác nhá, nói chung là đẹp cực kỳ luôn. Đấy, em sẽ view phần cứng cho các bác. Em vào em thấy mê con này, em quay tiếp cho các bác thôi. Đồng đỏ chót luôn nhá, đồng đỏ chót luôn. Đấy, coi thấy chưa. Đây, phần cứng này. Đồng, em thấy chưa, rất là mới luôn. Đây, còn hai con đời 2021-2020 đây, chưa rửa, còn nguyên vị nhá, chưa rửa còn nguyên bụi đây. Đồng này, bọn này thì nó chỉ dàn đồng một lớp thôi. Dàn đồng một lớp thôi, nhưng hệ thống đồng cũng rất là đẹp. Còn lại như vậy, đồng có chót luôn, đời cao thì đồng ít hơn. Dàn hai con thì cũng khá là mướt các bác nhá. Thì con này thợ đang nào tầm mai kia là xong, thì mai kia em sẽ đi toàn thể các bác. Đây còn hai cái dàn của hai con đời cao đây, con này 2021 đây, dàn ở đây các bác nhá. Đây, dàn 2021 đây. Dàn này 2020 hai con dàn đây. Đấy, thì hai con này thì tầm ngày mai kia sẽ xong cho các bác nhá. Thì các bác nào cần những cái mẫu đời cao đơn giản nhưng chạy rất là khủng khiếp, các bác inbox này, diện tích phòng nó bé nhỏ nhỏ thôi, inbox chưa các bác nhá. Còn bác nào cần những công suất lớn như mã 56 phòng 30-35 mét vuông thì inbox chưa con này nhá. Đấy, còn hai con này thì họ đang bỏ ra vệ sinh đây. Đấy, đang bỏ ra vệ sinh các bác nhá. Thì tầm ngày 1-2 xong thì bác đặt xong em sẽ gửi cho các bác ở bên đấy không nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bác nhá. Bộ này thì lau qua phát là sạch bóng luôn. Tí vệ sinh em sẽ quay cho bác xem. Nó sạch như thế này. Thế này. Rồi, ở đây. Chỉ có bụi luôn. Nói về không có than gì cả. Đây chưa? Rất là mới luôn các bác nhá. Các bác cần cái mẫu nào inbox cho em nhé. Ok, chào tất cả các bác.